Chào bà con ha. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ bà con, cập nhật cho bà con thông tin chi tiết về các dự án hơn. Năm hết cũng hết, Tết đến rồi thì cũng còn 2-3 tháng nữa tới Tết thôi. Thì cũng chỉ mong rằng giúp ích cho bà con nhiều hơn, có thể chia sẻ cho bà con nhiều hơn. Nhưng mà do cái thuật toán YouTube bây giờ nó đề xuất những cái video ngắn tầm khoảng 15 giây á, thành ra em sẽ làm video ngắn nhiều, và sau đó bà con muốn xem kỹ chi tiết thì vào video dài như vậy thì xem ha. Bà con đăng ký kênh mà con xem kỹ hơn. Sau đây em sẽ cập nhật những công ty đầu tiên là công ty gỗ Phú Giáo. Thì công ty này nằm ở Phú Giáo, Bình Dương. Thì công ty này nhận nam nữ luôn, điều kiện công ty này thì xăm nó cũng nhận luôn, nhưng đa phần thì lương nó không cao nha bà con. Thì tầm khoảng 8 triệu trở lên một tháng thôi, 8 triệu 9 triệu như được cái nó tăng ca cũng đều quá bà con, thì cũng mừng. Nói chung ở năm nay năm rất là khó khăn với cả thế giới, cho đi Việt Nam không, mà ở giai đoạn bây giờ còn 2 tháng 3 tháng đến Tết rồi thì cũng chỉ giúp bà con có việc làm là vui rồi ha. Công ty thứ hai là công ty nằm ở cầu Hóa An, Bình Dương. Công ty này mức lương là 238 tiếng, tăng ca 35.000 tiếng thì nó sẽ cao hơn xíu so với ở Phú Giáo. Nhưng công ty này á, là nó không nhận nữ nha, nó có nhận nam thôi, đa phần nhận 8 người nam, 2 người nữ, có tỷ lệ 82 đó. Thì công ty này thì trọ nó gần công ty, bà con có thể mà đi bộ đi làm được. Vì hai công ty gỗ ha. Và còn công ty gỗ nữa là công ty gỗ Rốc Đeo, là công ty gỗ rất là cao, lương rất ok, nhưng cái số lượng nhận nó rất là hiếm bà con. Nó có thể là nhận lần 50 người, 100 người, sau nó không nhận nữa. Chứ bình thường lúc trước nó nhận 1.000, 2.000 người, 3.000 người là bình thường. Rồi. Và tiếp theo công ty gỗ thứ tư là công ty gỗ ở Bình Phước. Công ty này thì bà con sẽ đăng ký số điện thoại, xong bên nhân sự sẽ gọi điện hướng dẫn bà con. Công ty này tổng thu nhập khoảng 6.9 triệu, chưa tính tăng ca. Nó có những khoản hỗ trợ cho bà con trong quá trình làm việc ở lại công ty, mà có thể là ở nhà ở miễn phí trong công ty luôn, nhưng nó nằm ở Tây Ninh nha. Rồi sau đó là bốn công ty gỗ rồi, đúng không? Thì bây giờ sẽ tới một cái công ty tiếp theo là công ty điện tử. Mà công ty này tuyệt vời nè bà con, công ty điện tử nằm tại quận 7, nó có độ tuổi từ 18 tới 40 tuổi dành cho nữ, nam thì phải có bằng cấp 3. Đặc biệt nhất của nó là nhà ở ký túc xá miễn phí và hỗ trợ tiền xe. Thí dụ bà con từ xa bà con vô thì bà con vẫn có được cái chỗ ở, vẫn có cái công việc làm và được miễn phí tiền xe vô nữa, phải nói về tuyệt vời không. Thì công ty này nhận từ 18 tới 40 tuổi nha. Đặc biệt là xăm thì khúc này mình xăm nhỏ xíu thì ok, còn xăm bự thì không được ha. Còn mặc áo như mình mà không thấy thì vẫn ok. Còn ngoài ra thì mình vẫn còn tiếp theo là công ty điện tử TCL ở khu công nghiệp V-Ship 2, thành phố Mới, Bình Dương. Thì ngoài công ty điện tử TCL này ra thì mình vẫn còn công ty điện tử Yayaki nữa đó. Vậy thì ngoài ra thêm nữa mình vẫn còn công ty bao bì ở khu công nghiệp Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh. Thì công ty bao bì này á, thì lương nó sẽ cao, nhưng mà được cái lương tuần luôn, tại vì nó có làm ngày có làm đêm nữa. Điều kiện nhân việc cũng dễ ha, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước photo thôi là mình làm được rồi. Và sau đây em vừa cập nhật bà con tổng cộng đâu 8 công ty. Thì cũng năm hết Tết đến rồi thì cũng chúc cho bà con sớm tìm được cái công việc làm để mình ổn định cuộc sống, mình có một cái Tết nó có cái bánh tét, nó có miếng thịt nha bà con. Thì cũng vì một cái bánh tét, cái miếng thịt bự hơn xíu, thì cũng mong bà con sẽ có thể là trong quá trình làm việc á, bà con xem cái kênh em thì cũng nhờ vì thuật toán YouTube á, nó sẽ đánh giá kênh em chất lượng hay là mang nhiều giá trị hơn, thì bà con hãy bình luận hoặc like giùm em một cái. Thì đây là cũng thật sự là một cái mà em cảm ơn bà con trong khoảng thời gian vừa qua. Suốt một năm làm YouTube được rất nhiều bà con ủng hộ, thì cũng cảm ơn bà con rất nhiều ha. Rồi cuối cùng mình cũng chúc bà con luôn luôn có một cái công việc làm ổn định cuộc sống gia đình mình. Chào bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe.